Dạo gần đây anh em cứ quan tâm build một bộ PC để chiến được tựa game Black Myth Wukong, nhưng mà quên đi đến các anh em thiết kế đồ họa cũng như là edit video. Thì trong video lần này Minh Phong sẽ hỗ trợ các anh em build một bộ PC cực khủng với giá chỉ khoảng là 28 triệu, thiên về workstation như là thiết kế 3D này, thiết kế đồ họa, render video cực kỳ nhanh. Thì hãy xem video này Minh Phong sẽ có những linh kiện gì để build lên một chiếc PC khủng như thế này nhá. Wow. Thì đây là chiếc PC mà Minh Phong sẽ chọn cho các anh em. Và đầu tiên Minh Phong sẽ chọn quả tim cho chiếc PC này. Thì Minh Phong sẽ chọn đó là CPU Intel Core i7 14700F. Tại vì sao chọn con chip này? Tại vì nó sẽ thiên về sự ổn định và mạnh mẽ, và nó là có xung đơn nhân cao để xử lý dữ liệu nhanh và tốt hơn. Thì tiếp theo Minh Phong sẽ chọn thanh RAM cho chiếc PC này. Thì Minh Phong sẽ chọn đến từ nhà Kingston Furybit 16GB và bớt lên tới 3020MHz. Nhưng mà 16GB thì chắc chắn không đủ, nhưng mà anh em cứ xem hết video hoặc là xem đến cuối đi thì chắc chắn nó sẽ đủ. Và nó đủ tại sao đâu, cứ xem đi đã. Để gắn tất cả các linh kiện này lên thì chúng ta sẽ cần đến một chiếc mainboard. Thì Minh Phong sẽ chọn một mainboard đến từ nhà MSI, đó là B760MA DDR4 Wi-Fi. Thì cái chiếc mainboard này, tại vì sao Minh Phong chọn? Tại vì nó sẽ tối ưu chi phí nhất dành cho anh em, và cùng với đó là nó sẽ giữ ổn tất cả các linh kiện trên chiếc mainboard này. Còn về phần ổ cứng SSD thì Minh Phong lại tiếp tục chọn SSD đến từ nhà Kingston với tốc độ đọc, tốc độ ghi cực kỳ ấn tượng. Và ở chiếc PC này thì chúng ta sẽ được build sẵn lên tới là 1TB. Và anh em cứ nghĩ là khi mà sử dụng 256 này 500GB thì sau một thời gian thì anh em phải nâng cấp thêm. Tại vì sao? Khi mà anh em tải ứng dụng này cũng như là các cái phần mềm mà liên quan đến thiết kế đồ họa thì nó cũng đâu đó chiếm khoảng 70-80% rồi. Thì lúc đó anh em nâng cấp thêm thì nó lại mất thời gian cũng như là phiền phức cho mình, đúng không? Khi mà mình đang bận công việc gì đó. Cho nên là nếu mà anh em muốn thông thả thoải mái hơn thì có thể build thêm một cái ổ HDD lên tới 2TB nữa để có thể phục vụ tốt nhất cho anh em. Một cái linh kiện khá là đặc biệt ở chiếc PC này không thể nào không nhắc đến, đó là chiếc card đồ họa. Thì Minh Phong sẽ chọn card đồ họa đến từ nhà MSI RTX 4060 Ventus. Và Minh Phong đánh giá khá là cao về chiếc card đồ họa này, tại vì CUDA lớn này thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em việc render nhanh hơn trong một khoảng thời gian ngắn. Và cùng với đó thì 8GB VRAM thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em những cái pixel nhỏ nhất trên chính chiếc card này, thì nó sẽ cho ra cái màu sắc này cũng như là hình ảnh tốt nhất. Tiếp tục về nguồn thì Minh Phong lại chọn đến từ nhà MSI. Thì Minh Phong sẽ chọn nguồn 650W thôi, tại vì cái con chip Intel Core i7 14700F này với lại là cái con cặp màn hình đến từ nhà MSI này thì thực chất nó không cắn quá nhiều điện, cho nên là 650W là đã đủ cũng như là ổn định khi mà đã cung cấp điện năng cho các linh kiện của chiếc PC này. Ngoài ra thì chiếc nguồn này nó còn đạt chuẩn đó là 80 Blood Zone, thì nó sẽ hỗ trợ tối đa trong cái việc mà anh em thiết kế đồ họa hay edit video trong một thời gian dài. Đối với các anh em thiết kế đồ họa cũng như là edit video thì sẽ sử dụng trong một thời gian dài thì chiếc PC của chúng ta nó sẽ tăng nhiệt độ. Thì Minh Phong sẽ chọn cho chiếc PC này tản nhiệt khí với hai fan 6 ống đồng. Thì với cái công suất mạnh như thế này thì nó sẽ hỗ trợ cho tốt nhất cho anh em cái việc mà render video hay thiết kế đồ họa, và đặc biệt nó sẽ không ồn nhé. Còn về vỏ khay thì Minh Phong sẽ chọn một vỏ khay đến từ Chosbo D31. Thì với cái màu đen này cũng như là thiết kế nhỏ gọn như thế này thì anh em có thể tùy ý đặt cái PC của mình ở đâu cũng được. Và bây giờ Minh Phong sẽ mở một file BRAW và test khi mà bị review cũng như là nó sẽ có đầy đủ các layer này cũng như là các cảnh cũng như là các hình ảnh ở đây. Thì Minh Phong sẽ đợi ở chế độ là full và mở Test Manager lên xem thử là khi mà review thì CPU và GPU nó sẽ hoạt động như thế nào. Thì bây giờ Minh Phong sẽ bắt đầu review luôn. Rồi, thì Minh Phong sẽ thấy là CPU nó sẽ hoạt động đâu đó là khoảng từ 48 cho tới là 63%, và GPU thì nó sẽ từ 28 đến 32%. Rồi bây giờ Minh Phong sẽ x2 lên xem thử là có các cái layer thêm này thì nó sẽ hoạt động như thế nào ở CPU và GPU. Rồi bây giờ Minh Phong sẽ bắt đầu x2. Rồi Minh Phong sẽ mở Test Manager lên. Thì Minh Phong sẽ thấy là CPU đây nó vẫn hoạt động giữ nguyên cái hiệu suất mà phần trăm lúc nãy Minh Phong đã nói. Và bây giờ nó sẽ đến cái đoạn mà có thêm layer ở phần trên thì xem thử nó sẽ như thế nào. Rồi và bây giờ nó sẽ đến đoạn có layer ở trên thì Minh Phong sẽ thấy CPU nó sẽ hoạt động mạnh hơn là từ 88 cho đến là 96, có khi là lên đến 100%. Còn GPU thì nó sẽ là 28, vẫn là 28 đến 32%. Rồi và bây giờ Minh Phong sẽ bắt đầu xuất cái video này ra. Thì khi mà Minh Phong xuất video thì Minh Phong sẽ để ở chế độ đó là H264. Và output thì Minh Phong sẽ xuất ra desktop luôn. Thì Minh Phong sẽ lưu ở đây là test video. Rồi, save này. Rồi Minh Phong sẽ để ở chế độ đó là 4K và CPR và là 30 này. Rồi ok, và bây giờ Minh Phong sẽ bắt đầu export ra.
xuất ra. Thì Minh Phong nó sẽ thấy là đâu đó khoảng là vài phút thôi mọi người ạ, với một file dài và nặng như thế này. Thì khi đó thì Minh Phong thấy CPU và GPU nó đều hoạt động cùng với nhau. Thì đây là một cái điều mà Minh Phong phải nhắc đến cho anh em khi mà build chiếc PC này cũng như là sở hữu chiếc PC. Thì bình thường thì Minh Phong thấy là các chiếc PC kia nó chỉ hoạt động là CPU thôi hoặc là GPU thôi. Nhưng mà ở chiếc PC này nó hoạt động cả hai luôn, đó là CPU cũng như là GPU, là một điểm mà Minh Phong đánh giá khá là cao ở chiếc PC này. Rồi và bây giờ anh em của chúng ta cùng đợi xem thử là nó sẽ mất bao nhiêu thời gian thật khi mà xuất video này nhé. Rồi và khi mà chúng ta xuất video này thì Minh Phong thấy là RAM cũng như là bộ nhớ thì nó chiếm đâu đó là khoảng là 12.8GB. Thì ở 16GB như thế này là Minh Phong thấy là khá là ổn áp. Nhưng mà anh em có thể thoải mái hơn khi mà nâng cấp lên tới 32GB. Thì xíu nữa Minh Phong sẽ cho mọi người một điều đặc biệt, đó là chúng ta được nâng cấp RAM miễn phí lên tới 32GB. Thì xíu nữa Minh Phong sẽ nói rõ hơn cho anh em. Thì sau khoảng 1 phút 2 phút xuất video này thì Minh Phong thấy là CPU và GPU nó có một vài sự thay đổi. Thì chúng ta sẽ thấy là nhiệt độ cũng như là phần trăm của GPU thì nó sẽ tăng lên tới là 96% này, cũng vì đó là nhiệt độ là 54 độ C. Thì đây là một cái nhiệt độ khá là ổn áp. Và GPU cũng như là CPU thì cái thanh biểu đồ này chúng ta thấy rất là ổn định, nó không có cái sự mà bấp bênh quá nhiều ở chiếc CPU này. Và vừa rồi thì Minh Phong đã render xong cái video này thì Minh Phong thấy là khá là nhanh khi mà CPU và GPU đều hoạt động, cho nên là nó sẽ giảm bớt đi thời gian render của chúng ta. Và bây giờ Minh Phong sẽ mở ứng dụng After Effects và sau đó là tải một video ở Avatar 3D về xem thử là cái PC này có cân được hay không nhé. Thì hiện tại Minh Phong đang để ở mức là full và bây giờ Minh Phong sẽ bắt đầu review luôn cho mọi người xem. Thì Minh Phong thấy là nó khá là giật, cùng với đó là drop FPS khá là nhiều. Đấy, thì chắc chắn là khi mà Minh Phong chuyển sang Hub thì đa số anh em nào cũng thể edit video hoặc là chỉnh sửa hoặc là dùng cái ứng dụng After Effects này thì đều để ở Hub hết. Đây, thì khi mà chúng ta chuyển sang chế độ Hub thì Minh Phong thấy là video nhận được rất là mượt mà này. Đấy, FPS thì luôn ổn định. Và bây giờ Minh Phong sẽ bắt đầu mở Tab Manager lên xem thử là CPU và GPU nó sẽ hoạt động như thế nào. Thì Minh Phong thấy là CPU thì nó sẽ luôn giữ ở mức đó là 60 cho đến là 67%, còn GPU thì nó đâu đó là khoảng 15 cho tới là 25%. Đấy, Minh Phong đánh giá đây là một chiếc PC có thể cân được những cái ứng dụng nặng như thế này và đặc biệt đó là After Effects. Rồi và bây giờ Minh Phong sẽ thử export cũng như là xuất cái file này ra xem thử là nó sẽ mượt mà hay là cái CPU và GPU nó hoạt động như thế nào nhé. Thì output thì Minh Phong sẽ chọn là vẫn là ở desktop và Minh Phong sẽ là lưu đó là test 3D. Xếp này. Rồi bây giờ Minh Phong sẽ bắt đầu render luôn cho mọi người xem. Rồi khi mà render thì Minh Phong thấy là CPU thì nó vẫn là từ khoảng là 70 cho tới là 100%, còn GPU là đâu đó là đây, nó sẽ hơi bị drop một xíu, đó là từ 16 cho tới là 25%. Đấy. Nhưng mà để một xíu nữa thử xem nhé, khi mà đến giữa cái khoảng mà render thì xem thử là cái thanh ở bên này này, mọi người thấy cái biểu đồ nó có thể ổn định hay không nhé. Thì đấy, bắt đầu đến giữa video thì Minh Phong thấy là cái biểu đồ của chúng ta bắt đầu ổn định dần. Đấy, còn cả ở GPU thì cũng thế. Ok, thì Minh Phong thấy nhìn chung thì khi mà render thì cả GPU và cả CPU nó đều hoạt động. Đấy, tiếp tục là một cái điểm cộng khi mà chúng ta sử dụng phần mềm After Effects. Đấy, bắt đầu nó ổn định dần rồi mọi người ạ. Còn về dung lượng bộ nhớ thì Minh Phong thấy nó vẫn đâu đó là tầm 13.5 tới 13.9GB. Rồi và Minh Phong render xong thì đâu đó mất khoảng tầm 2 phút 20 giây thôi mọi người. Với một video nặng như thế này thì chiếc PC này có thể render này với một thời gian ngắn hơn rất là nhiều cho anh em. Và một cái điều đặc biệt mà như lúc nãy Minh Phong đã nói và chưa kịp bật mí đúng không, thì chúng ta có thể nâng cấp miễn phí RAM lên tới 32GB, hoặc là sẽ được tặng thêm hay và giảm vào cái PC của chúng ta 800.000 đồng khi mua kèm ghế công tới học, hoặc là giảm 700.000 đồng khi mua cùng với ổ HDD. Và nếu các anh em thích video này thì đừng quên để lại một like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hacom.